Thưa quý vị và các bạn, xuân đã về trên quê hương Tân Châu. Thì hôm nay mình sẽ đi ghi hình ở cái chợ hoa ở khu vực của thị xã Tân Châu đó các bạn. Thì gửi hình ảnh này đến quý vị các bạn, các cô các chú ở xa quê hương và bạn bè xem những cái hình ảnh này để mà nhớ về quê hương, và có dịp thì về quê để mà hưởng với một cái Tết với gia đình và bạn bè. Mời quý vị và các bạn cùng đi với mình nhé. Đây là khu vực chợ Tết, chợ hoa đó các bạn, ở khu vực thị xã Tân Châu. Thì mình sẽ đi xung quanh cái khu vực chợ tham quan để cho các bạn xem. Đó là cái khu vực người ta vẽ liễn đó các bạn. Để chút xíu mình sẽ vào trong đó mình xem nha các bạn. Đây là khu vực Mai nha các bạn. Tấp nập ở cái khu vực chợ hoa nha các bạn, rất là nhộn nhịp vào những cái ngày cận Tết nha các bạn. Rất là nhiều loại bông nha các bạn.
bông giấy, bông sứ, bông mộng gà rất là nhiều các bạn. Đó, các bạn thấy là người ta đi chợ hoa, người ta mua hoa rất là nhộn nhịp nha các bạn. Rất là đẹp các bạn ơi. Cái chậu nhỏ này nhiêu một chậu em? 30 ha. Đó các bạn ơi, chợ hoa chợ Tân Châu nha các bạn. Đó các bạn đi chợ hoa. Đây là những cái hoa này, hoa gì em gái? Hoa cúc ha, hoa cúc Nhật ha. Đó 30 ngàn một chậu nha các bạn. Đó, rất là vừa túi tiền để cho mình mua về mình trưng Tết nha các bạn. Đó, rất là nhiều. Đây là trái hạnh nha các bạn. Trái hạnh, trái tắc đó. Bây giờ người ta vô cái chậu rất là gọn nha các bạn. Đó, ta vô từ chậu đó, thấy không? À, bên này là bông vạn thọ nha các bạn. Vạn thọ năm nay cũng rất là đẹp. Hồng đẹp quá. Hồng đẹp quá các bạn ơi.
gốc mai nữa các bạn. Gốc mai rất là to nha. Đây, vùng rất là đẹp. Này mình thấy chủ yếu là những cái hoa người ta cho vào cái chậu đó các bạn. Đó, rất là đẹp. Đây, ở đây mình thấy có một cái gian hàng của viết thư pháp này các bạn, rất là đẹp. Mở mua chả. Gian hàng này mình thấy cũng rất là đẹp nha các bạn. Dạ.
Mình thấy cái gian hàng cũng rất là xinh xắn nha các bạn. Gian hàng thư pháp. Để xin mình phỏng vấn anh bạn chút xíu. Xin chào bạn. Xin hỏi bạn là mình cái ngành học của mình là lâu chưa bạn? Thư pháp này thì em chơi khoảng gần 10 năm rồi. Dạ. 10 năm rồi ha. Đó, thì hôm nay là cái dịp Tết đó, thì mình thấy cái gian hàng của bạn cũng rất là xinh xắn. Đó, thì không biết bạn có cái trao đổi gì với các bạn trẻ đam mê cái bộ môn này không bạn? Xin chào mọi người, mình là Huy, hiện tại đang là quản lý câu lạc bộ của thư pháp thành phố Cần Thơ. Thì năm nay mình về An Giang này, mình làm một cái gian hàng gọi là phố ôn đồ, cũng sẽ là tiền thân của phố ôn đồ lớn hơn cho năm sau ở Tân Châu và An Giang của mình. Thì để giúp cho mọi người được là trải nghiệm được là cái văn hóa Tết xưa, cái sắc xuân miệt vườn của người dân Nam Bộ của mình như thế nào, và cái tục cho chữ của ông bà của chúng ta ở cái thời gian trước còn chuộng chữ Nho, chữ Hán như thế nào, để mình trải nghiệm lại cái văn hóa Tết thực sự. Thì mình cũng là một cái YouTuber của kênh An Giang ngày nay đó. Mình chia sẻ những cái văn hóa rồi ẩm thực du lịch của quê hương An Giang. Thì sẵn nhân tiện đây mình cũng xin chúc cho bạn và câu lạc bộ của mình ngày càng thành công hơn. Và có nhiều bạn trẻ tiếp nối cái nghề của truyền thống của quê hương mình. Rồi cảm ơn kênh, và sau đây là em sẽ có một cái món quà tặng cho kênh. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Mình được rất là may mắn nha các bạn, được anh bạn tặng một cái món quà thư pháp. Mình cũng rất là thích nha các bạn. Thì các bạn xem đây, anh An Giang ngày nay. Vậy là bạn An Giang luôn ha. Bây giờ các bạn xem bạn ấy vẽ một cái bức thư pháp để tặng mình nha các bạn. Các bạn thấy cái nét vẽ của bạn ấy rất là điêu luyện nha các bạn. Đó, thì nếu mà các bạn có cái nhu cầu đó thì các bạn hãy đến chợ hoa Tân Châu nha các bạn, ghé cái gian hàng của phố ông đồ để mà thành nhờ bạn ấy vẽ cho mình những cái chữ thư pháp rất là đẹp nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Đây là cái tên cái channel của mình đó các bạn. Bạn ấy vẽ để tặng cho mình. Rất là vui và rất là có duyên nha các bạn. Rồi mình xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn kênh đã có quan tâm đến thư pháp và quan tâm đến cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Rồi xin chúc bạn và câu lạc bộ thành công hơn, để mà
đưa những cái truyền thống, những cái văn hóa của quê hương mình, của Việt Nam mình đi xa hơn nhé. Dạ, xin chào anh ạ. Đây là loại giấy truyền thống thì có hai loại, hiện tại là có hai loại giấy còn. Dạ. Đây là những loại giấy đó. À. Làm từ cây đó của Việt Nam mình. À. Việt Nam mình hồi xưa xích giấy là từ cây đó. Dạ. Còn đây là giấy xuyến của người Trung Quốc. À. Hai loại giấy này. Hai loại khác nhau ha. Đúng rồi, nó khác nhau. Cây gió thì người Việt Nam mình làm khô hơn, tức là còn cái phần sơ của cây. Ừ. Còn người Trung Quốc thì làm, họ làm nhiều. Mình. Yeah. Mà để được thành phẩm như thế này thì phải qua được nhiều lần bồi, bồi lên một cái lớp giấy ở dưới, bồi lên một lớp lụa mới thành phẩm được sản phẩm thành phẩm. À, cũng rất là công phu nha các bạn. Đó thì hôm nay mình nghe bạn giải thích cái những cái công đoạn, những cái việc mà để thực hành một cái tác phẩm thư pháp đó rất là công phu nha các bạn, chứ không có đơn giản như mình nghĩ là chỉ lấy bút và vẽ nha các bạn. Đó, mời các bạn xem qua những cái tác phẩm của bạn Huy phải không ạ? Dạ. Bạn Huy nha các bạn. Bút hiệu của bạn Huy là Thiên Lạc nha các bạn. Rồi. Rất là, đây là cái khu vực chợ hoa Tân Châu, thì có một cái gian hàng, thì các bạn hãy vào và nhờ anh Huy vẽ cho mình những cái bức thư pháp rất là đẹp nha các bạn. Anh Huy đóng dấu cho mà để tặng mình đó các bạn. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Dạ. Rồi xin cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Dạ. Đó thì mình tiếp tục mời quý vị và các bạn cùng mình tham quan cái chợ hoa ngày Tết ở thị xã Tân Châu nha các bạn. Đó, mình thấy chợ hoa năm nay cũng nhộn nhịp nữa các bạn. Ở đây mình thấy có một cái gian hàng hoa cũng rất là đẹp nha các bạn. Đó, dàn hoa kiển hồng ít. Đó, mời các bạn cùng vào xem với mình nha. Dẫn hàng rất là chừng rất là nhiều các loại hoa nha các bạn. Bao công rất là đẹp các bạn ơi. Rất là nhiều cái loại hoa lạ nha các bạn. Đó, hoa sống đời mà rất là đẹp nha. Hoa sống đời Thái. Cái làng này rất là đẹp các bạn ơi. Rất là nhiều các loại hoa trưng cho ngày Tết nha các bạn.
Nhân cái đầu năm mới thì kênh An Giang ngày nay xin gửi lời chúc tới các cô, các chú, các bác ở xa, ở nước ngoài cũng như là bạn bè trong nước một mùa xuân dồi dào sức khỏe và thành đạt. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh An Giang ngày nay trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều.